thực hiện chỉ đạo của chính phủ hai nước về tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể là nhập khẩu điện và than từ Lào. Mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước đã báo cáo về tình hình cung ứng điện và nhập khẩu than trong năm 2023, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Công Thương trong các hoạt động nhập khẩu điện và than từ Lào phát biểu tại hội nghị bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết theo thỏa thuận cấp cao giữa hai nước việt nam lào bộ công thương việt nam và bộ năng lượng và mỏ lào đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế trong lĩnh vực than đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước việc nhập khẩu điện than từ lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế vì vậy bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tham gia hội nghị thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm đối với lĩnh vực cung ứng điện Bộ trưởng đề nghị căn cứ vào kế hoạch cung ứng điện năm 2023, cục điều tiết điện lực cùng EVN xây dựng kế hoạch cung ứng điện hàng quý. Riêng EVN sẽ báo cáo kế hoạch hàng tháng và điều chỉnh vào tuần thứ tư của mỗi tháng để báo cáo lãnh đạo bộ. Bộ trưởng cũng yêu cầu PVN, EVN, TKV và các chủ đầu tư nhà máy dự án nguồn và lưới điện tập trung bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa các tổ máy, công trình đường dây, đảm bảo sẵn sàng hoạt động tối đa công suất thiết kế, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung, đẩy nhanh tiến độ thi công triển khai các dự án đã đang và sẽ thực hiện trong năm 2023, năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm. Các nhà máy điện than cần nhập và dự trữ than, khí để phục vụ cho phát điện trong mọi tình huống theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về phía lào bộ trưởng đề nghị bộ năng lượng và mỏ lào đại diện đại sứ quán lào tại việt nam và các doanh nghiệp cung ứng than của lào cần sớm báo cáo đề xuất với chính phủ lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan để giảm giá thành khi xuất sang việt nam đầu tư nâng cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp hệ thống hạ tầng kho bãi vận chuyển than về việt nam kết thúc hội nghị bộ trưởng giao các đơn vị chức năng của bộ và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế đặc thù cho các dự án điện khí căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao vào các chỉ đạo của chính phủ của bộ công thương và kết luận sau hội nghị này để thực hiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát thường xuyên xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật <laughs>